À, sếp đầu câu Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay mình lên cái lô máy nha. Lô máy từ size từ 2.000 cho đến 5.000 anh em. 5.000. Thì con này cũng phải 5.000. Sếp mình giới thiệu từng con cho anh em. Ha. Thì giá trên đây là sếp chưa có báo là chưa có bao gồm phí ship nha anh em. Là phí ship là đồng giá 30k nha. Anh em nào ở ở ngoài đảo thì ship là 60k nha anh em thông cảm. Mình không có đồng giá anh em ở ngoài ship ở ngoài đảo, đảo Phú Quốc các đảo đó. Thì phí ship của đó nó mắc gấp đôi nha anh em. Ship có toàn quốc, anh em được kiểm hàng trước khi thanh toán nha. Hàng đúng video, đúng trên hình ảnh shop mà gửi cho anh em thì anh em mới nhận nha. Còn không đúng thì anh em không được không nhận nha. Đó, anh em nhận hàng rồi thanh toán nha. Rồi mà shop lên từng con cho anh em nha. Thì đầu tiên mình lên con Spinter nha anh em, Spinter 2.500 nha. Thì size con này có sẽ thật là 3.000. Daiwa thì con này sản xuất tại Việt Nam nha anh em, Daiwa Việt Nam. Đó, Việt Nam xuất Nhật. Xong rồi Nhật bay về đây. Đó. Cái này còn khá mới nha anh em, khá mới, size nó là size 3.000 nha. Máy hoạt động rất là trơn tru nha anh em, máy là cao không nha anh em, thích hợp cho anh em là câu lua nha. Con này mình để cho anh em giá 350 thôi nha anh em. Thông số của nó là dây số 2 200m, số 3 là 150m nha anh em. Đây qua Made in là Việt Nam xuất Nhật, Nhật mới về đây. Giá 350, con số 1 chưa bao gồm phí ship. Đó, anh em xem kỹ nha. Đó, hoạt động là ok, mô bin là mô bin sống. Gạt cước rất là nhẹ nha. Tay quay thì tay quay đổi trái phải nha. Đó, anh em về đổi, anh em về đổi nha. Dễ lắm anh em, dặn cái này là dặn này qua đổi rồi nha. Anh em nào mà mới biết chơi thì để ý nha, dặn cái này dặn qua thôi, mở thôi. Shop ship hàng cho anh em, một số anh em không biết ha, có mấy cái lý do đó, đổi không được, không nhận, lý do hết sức là tào lao á. Rồi tiếp tục mình lên con số 2 nha anh em. Đó, con số 2 là mình con Gigan S nha. Đây qua Giganus, con này có ABS nè, 2.500, 2.500 ha, Giganus 2.500. Made in là Made in Thái Lan nha, đây qua Made in Thái Lan. Con này có mô bin là mô bin sống nha nè, có dây dù sẵn trong máy nha, gạt cước rất ok nha. Quay nó hơi xào xíu nhưng mà nó vẫn trơn tru nha nè, nhẹ nha, rất là nhẹ. Thì con này nó bị gãy cái nút đây, vẫn bật vào là bình thường là bị gãy tiêu rồi, vận chuyển nó đè nó cấn gãy tiêu. Đây là Made in Thái Lan nha, đại qua Made in Thái Lan. Con này là mô bin, là mô bin sống, gạt cước là ok nha nè. Tay quay là đổi trái, tay quay đổi trái phải, nó trả ngược cũng được nha. Nói chung là cũng vẫn dễ bật qua bật lại thôi, nó bị lỗi thôi. Mô bin là mô bin sống. Rồi mình sẽ đọc thông số cho anh em coi con này nha. Thông số con này là dây này, nó ghi số da con em đó. Đây mét đây. Dây số 2 vô 200m, số 3 150m cho anh em. Con này cũng size là 3.000 thôi. Anh em xem ngoại hình nha. Câu tôm câu lua gì được hết trơn nha nè, ngoại hình xấu chút xíu, nó có trầy xước rồi, để cho anh em cái giá là 350 nha nè, có chày nha, chày 350, cối là có kim loại nha nè, thân là thân composite, cối là có kim loại, có thắng ABS. Con số 2 là 350, giá chưa có bao gồm phí ship. Tiếp tục con số 3, mình lên con số 3 là con Resia nha, con này của Robarin nha, Romarin.
Thì con này có size là 3.000 nha, 3.000. RG 2.500 là bay. Cái này nước sơn nha, này cái này nước sơn nó nhiễu nha, nó nhiễu dính. Ở bên Nhật nó xài sao mà nó nhiễu, bị nhiễu dính ha, chúng nước sơn. Phẩm này là sản phẩm của Romarin nha anh em, sản phẩm của Romarin. Mobin thì mobin sống nha anh em, sản phẩm của Romarin. Thì con này có size là 3.000 dây, thông số dây của nó là dây số 3 vô 150 m, số 1 vô số 4 vô là 100 m nha anh em. Con này có tay thắng nha anh em, nó hoạt động thế này ha, tay quay nó vẫn trả tới trả lui được ha, nó theo cái công nghệ mới đời mới giờ, không có chả đó. Khi con cá nó kéo á, nó ngược, ví dụ như mình quay tới nè, con cá nó kéo thì mình thắng lại ha, nếu mình quay về thì mình thắng không được như này, quay về thắng thì không được, nhưng mà lúc con cá kéo ngược lại thì mình thắng lại ha, đó. Nó diều cá mình thắng lại nè đó. Đó. Kéo lên là trả được, trả lui được, hạ xuống. Đó. Mà lúc kéo lên nè, lúc kéo lên mà con cá nó kéo thì mình thắng được. Con này rất ok nha. Con này mình để cho anh em giá là 400 nha, 400k nha. Đó. Rồi, 400k, con số 3. Tiếp tục mình lên con số 4 nha nè. Con số 4 là con Enos C3000 nha nè, Shimano Aeronaut C3000. Con này sản xuất Malaysia. Con này ngoại hình còn khá mới nha nè, khá mới. Mô bin sống. Thông số dây của nó nè, dây số 2 vô 220 m, hay 2.5 185 m, số 3 là 150 m, số 4 100 m nha. Con này có size là 3.000 nha nè. Con này có chế độ ABS nha nè, ngoại hình nữa nè, nó còn khá mới nha. Con này bán giá anh em là 950 nha nè, con C3000 nha, Enos C3000. Con số 4 950. Tiếp tục lên con số 5. Con số 5 là con LS 2000 anh em, size 2000. LS mô bên sóng. Thông số dây là số 2 vô 150, số 2.5 vô 120, số 3 vô 100. Con này sản xuất tại Malaysia. Hoạt động ok nha này. Con này nó bị lỗi anh em ơi, mình không có bán nha, bỏ này lại nha, nó bị lỗi cái đấy để mình tháo ra mình sửa cái lò xo đó, là lò xo nó không bật nha. Nó không bật lò xo trong cái cối này, cái nồi này nè, nó không bật. Rồi con này coi như mình bỏ qua nha. Tiếp tục con số 6 nha nè. Con số 6, con số 6 là con Holiday Spin 3.000 nha. Con này mô bin sống nha nè. Con này có size là 3.000. Thông số dây của nó là số 2 220, số 3 là 150 m, số 4 là 100 m nha. Con này có hệ thống mặt nạ nha. Con này sản xuất tại Malaysia nha nè. Con này size 3.000. Máy hoạt động rất ok nha nè. Máy hoạt động rất ok.
Rồi, con này mình bán cho anh em giá 4,5 luôn nha. Tiếp tục mình lên con Navi 3000 nha anh em. Navi 3000. Thông số dây nó cũng giống như con nãy nha, số 2 vô 220m, số 3 vô 150m, số 4 vô 100m nha. Đó, Navi Shimano Navi. Con pin là một pin sống nha nè. Cái này sản xuất cũng Malaysia nha nè. Tôi quay đổi trái phải nha nè. Nó bị lỏng dần lại. Rồi ngoại hình nha. Con này mình cũng bán cho anh em giá 4,5 luôn nha. Mấy con này bao lỗi nha. Tay quay đổi trái phải nha nè. Xe 3000. Thích hợp cho anh em là câu lua nha. Lua lắc lua chém nha. Rồi, tiếp tục mình lên con Sprinter 3,5 nha nè. Sprinter 3,5, con này sản xuất tại China nha nè. Sản xuất tại China. China xuất Nhật. Xong số dây của nó đến 5,000 rồi nha nè. Đi số 4 vô 200m, số 3, số 5 vô 150m. ₹3,500. Y. Rồi con này để cho anh em giá 400 nha. Cái này câu xong được nha anh em. Ngâm là ok nha, xài nó 5,000 luôn, mình xài 5,000 nha. Con số 8 5,000 giá 400. Lên con số 9, tiếp tục lên con số 9 là con Sinos. Sinos SX 1,500 nha. Đó. Con này khá mới nha nè, còn khá mới. Con này sản xuất là da băng nha, mắt in da băng. Thông số dây của nó này, xe 3,000 nha nè. Dây số 2 vô 200m, số 350, số 4 là 100 nha. Hoạt động thì ok nha nè, bao lỗi hoạt động nha nè. Mực luôn nè, ngoại hình khá mới nha. Đó, anh em xem họ hầu như là nó không có dấu trầy nha, sản xuất Nhật nha, TOB Nhật. Đó. Có mặt đạn luôn nha. Rồi, con này mình để lên giá 600 nha, xa 3,000. Tiếp tục con số 10, số 10 là mình lên con Gigant 3,500 IA nha. Đây qua. Đó. Con này sản xuất Thái Lan nha nè, sản xuất Thái Lan. Con này mình để lên giá 800 nha. Mô pin là mô pin sống nha nè. Con này có size là 5,000 nha nè. Size 5,000. ABS nha. Con này có ABS chân nha. Máy rất ok nha nè, máy rất ok nè, bao lỗi hoạt động nha nè. Mô pin là mô pin sống, rất ok. Anh em xem ngoại hình ha.
giá 800 nha em, vậy cho nên giá 800. Rồi tiếp tục lên con số 11. Con số 11 là con Aeronaut, Aeronaut 4000 nha. Anh để 500 nha anh em, con này có chì xước. Con này có size là 4000 nha anh em. Dây số 3 là vô 200 m, số 4 150 m, số 5 là 110 m. Đó. Con này nó có mẻ cái cạnh nè ha. Nhưng mà không sao, vẫn xài được nha anh em. Đúng. Máy rất ok nha. Mấy con này là lỗi tôi quay cái phải hết nha nè, dặn xiết tôi quay vô. Rồi giá 500, con số 11 nha nè, giá 500, con số 11 giá 500, size 4000. Đó, anh em xem ngoại hình nha. Đó. Giá 500, đó, ngoại hình nè. Có trời nha. Mấy con này anh em câu ngâm xong ok luôn nè. Cá dồ, cá tra gì câu được không nha. Rồi, thì nãy giờ mình lên 11 con, thì trong đây có 1 con lỗi, coi như có 10 con đi. Con này lỗi nha nè, lỗi để sửa lại. Chỉnh lại cái lò xo nằm ở trong đó. Rồi, thì anh em nào chốt con nào thì nhờ liên hệ mình số Zalo nha. Của shop 0907693909 390039 nha nè. Đó, lên 11 con. Thì video đến đây kết thúc nha. Xin chào tất cả anh em.